Ok, hô lên em, làm cái clip ngắn để review con game thôi. Tính ra thì còn tới mấy phút nữa rồi. Đây, mới là phút 12 à, theo lịch thì phút 17 rồi. Nhưng mà khá là lười nên bây giờ tranh thủ review luôn thì ngủ. Đây, bao nhiêu review vào. Đây là coi như giai đoạn cuối cùng trong cái việc phát triển con game này. Thì sau khi phát hành ra thì tiến tới cái giai đoạn chăm sóc con game. Đây, review game nào. Mình sẽ gõ cái dòng chữ này vô, mà hơi lười gõ nên copy dán luôn đi. Đấy, rồi bấm ghi lưu. Thì ghi lưu xong thì con game nó sẽ hiện ở dưới này. Đây. Có thể mất vài phút à. Rồi, ok, đã ghi lưu xong. Ở đây thì anh em có thể mua game được rồi đó. Nhưng mà không biết ai mua không. Giá gì 5 đồng phải thấp nha. Rồi, bye anh em.